Motor xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em có trở lại cửa hàng motor của anh Phong nha anh chị bạn. Tiếp tục cập nhật cho anh chị các bạn mình xe mới về nha anh chị. Hôm nay thì cũng về một số mô tô nè. Thì mình tiếp tục lại quay cho anh chị các bạn mình xem tham khảo nha. Có quan tâm thì có thể liên hệ qua số trên màn hình giúp em nha anh chị. Hôm nay đồng hành với anh chủ để cập nhật cho anh chị các bạn mình. Xin chào anh em. Mình Mỹ sẽ cập nhật vài chiếc mới về và cập nhật những cái dòng xe 150 mà dán thể thao ha. Mình bắt đầu từ bên này đi. Này G15 lại về tiếp tục. Hôm nay về thêm hai chiếc, nó đều là 2021. Hai con đều có sẵn hồ sơ hết. Con đầu tiên này, để xem nó đi bao nhiêu ngàn. Thân xám. Xe này rất đẹp này nè. 3.295 cây. Hồ sơ có sẵn. Rồi cũng chuẩn ô đô đấy. Con này thì sẽ để cho anh em một cái giá là 44 triệu. Xe còn rất là mới nha anh chị. Rồi. Cấp xe dày. Còn đây biển 49 Lâm Đồng. Con này đi bát đút gầm, dè chắn bùn và chống đổ. 9.594 cây. Để cho anh em 43 triệu. 43 triệu cho con này. Rồi. Đây Z8 giờ nữa. Z8 về lại. Anh em lại trải nghiệm xong quay đầu đây. Đây là Z8 ABS đây. Đi 26.000 cây. Vô thì âm vang rồi. Chống đổ, đèn trợ sáng, bô bọ. Bốn máy lên cái bô này cho nó nổ đá tai luôn anh em. Con này sẽ để cho anh em một cái giá là 120 triệu ABS. Rồi. Tiếp tay bên trong nha anh em. Hai con này hôm qua quay báo lại cho anh em luôn. Tại vì trong cái lô 150. Còn bên trong này biển 78. Mình chưa kịp rửa luôn. 78 Phú Yên. Đi 38.000 cây, 35 triệu. Con đen này thì biển Sài Gòn. Duy nhất con này trong cái video này là không bao rút hồ sơ nha anh em. Giá 30 triệu biển Sài Gòn 2019. Rồi, xe màu đen luôn nha anh chị. Chưa rửa luôn. Tiếp theo Z1000 2012. Biển 93 Bình Phước. Nay về chiếc màu cam nè anh em. Qua mình quay chiếc màu xanh ở bên trong. Chiếc này sẽ để cho anh em giá 100 triệu tròn. Còn con xanh trong kia nữa cũng 100. Con xanh này cũng 100 nè, hôm qua mình có quay rồi nè anh em. Đó. Anh em nào thích chiếc nào thì alo ngay qua, liên hệ ngay qua số trên màn hình nha anh em. Rồi, anh em mình vào trong này. Rồi, tiếp theo. Đây, còn rất là nhiều mô tô phân phối lớn nha anh chị các bạn, đủ mẫu luôn. Đó, anh em mình có quan tâm cái mẫu xe nào mình cứ để lại bình luận bên dưới nha, hoặc là liên hệ qua số trên màn hình. Trên 50 hôm nay còn khá là nhiều ạ. GXS đi GXR đi 38.000 cây. Con này để cho anh em 30 triệu, màu đen nhám rất sạch. Biển 61 của Bình Dương. Xe mới về hôm nay thì chỉ về được có 3 con. Với con Z1000 là 4. Rồi. Và mình với Mỹ sẽ cập nhật cái phân khúc 150 ha. Ở đây thì có 3 con R15 mới về ngày hôm qua. Còn màu xanh đen hết luôn nè. Hết sẵn Lưu Bình. Con này đi được 5.800 cây. Biển số Đắk Lắk 2020 sẽ để cho anh em là 43 triệu. Rồi. Con bên trong này là biển số Con này có sẵn hồ sơ luôn, đi 3.000 cây, giá 44 triệu. Lốp xe nè anh chị, rất là mới và dày luôn ha. Mấy chiếc trong này thì rửa ráy nó sạch sẽ, nhìn nó khác hoàn toàn với mấy chiếc bên ngoài, mới về nó bụi bặm. Chiếc này thì nó là 2020, biển 83 Sóc Trăng, đi 4.000 cây. Con này sẽ để cho anh em 43 triệu. Rồi ở đây Suzuki GXS thì bữa nay còn 4 con màu đen và 2 con màu xanh, nó là xe mới chưa lăn bánh. Sáng giờ bay mất thêm 2 con, lủng 2 lỗ ở đây trống này. Rồi giá của dòng này hiện tại mình đang bán nó là 37 triệu bao VAT, 37 triệu bao VAT. Màu xanh màu đen nào thì cũng giá màu anh, một giá một. Rồi anh em mình thích màu nào mình liên hệ nè, xe mới 100% luôn nha. Rồi, CBR. Chiếc này thì nó là 2020 ABS, biển 81 của Gia Lai. Chiếc này thì sẽ để cho anh em ở cái giá là 38 triệu, 38 triệu. Rồi bán ABS luôn nha anh chị ha, thắng ABS á, phía trước. Chiếc kế bên này thì đi được 1.700 cây. Chiếc này sẽ để cho anh em là 39 triệu, biển 61 của Bình Dương, có liên cùm tay thắng và tay côn Rumble. Rồi, anh em mình chuyển sang đây. Đây là R15V3, xe mới chưa lăn bánh. Mẫu này thì sẽ để cho anh em vào cái giá nó là 58 triệu bao VAT. Xe mới như này anh em chỉ cần trả trước 30% là anh em nhận được cả Việt gốc nhé. Trả trước 30% nhận được cả Việt gốc. Rồi, anh em mình lên trên nhé. Rồi, tiếp tục lên trên nha anh chị. Lên trên còn G15 với lại CBR nữa kìa. Anh em nào xem chưa đăng ký kênh á, chìa khóa em xin một đăng ký kênh ha, và chia sẻ mạnh nha anh em. Đừng quên nhấn chuông nha, khi có đồ mới em xuất hiện cập nhật cho anh chị em mình nhanh nhất để nắm được giá xe mới nhất nha. Rồi 15 ở trên này thì còn 5 con. Con đầu tiên này nó là xe 2019 độ bô sang lửa, biển 95 của Hậu Giang, đi 46.000 cây. Chiếc này sẽ để cho anh em là 35 triệu. Rồi con bên đây biển 64 của Vĩnh Long, xe 2018 đang bọc kèo nguyên chiếc. Chiếc này sẽ để cho anh em ở cái mức giá là 36 triệu. Đấy, trong khi quay mà anh em mình xem chưa kịp cái phần xe nào á, mình có thể liên hệ qua số trên màn hình để được xem chi tiết lần nữa cho kỹ nha anh em. Con cam anh bán gì mà hâm mà cam anh bán này đó. Con này là 2022, biển số 67 của An Giang. Con này sẽ để cho anh em là 44 triệu, đi được 11.000, xe rất kém. Rồi đây này, con này là 28, biển số 47 Đắk Lắk. Chiếc này sẽ để cho anh em ở cái giá là 35 triệu. Con này màu tem rất là đẹp nha anh em, tem chùm. Còn con bên đây thì nó là biển số 76 của Quảng Ngãi. Ở đâu? Biển 95 ở đâu? Còn con này biển 76 Quảng Ngãi. Con này đi 39.000 cây. Đồ chơi khá nhiều. Giá 39 triệu. Rồi. Có độ hai cái đèn ở phía trước này, đèn bi ha. Treo nhầm với bảng giá, đây là đọc nhầm. Rồi đây mình tới Su ha. Su GX1G. Đấy, trên này bữa nay bán cũng trống luôn. Con này trống bóp này. Su bản R. Chiếc này nó là thắng ABS, biển số 66 Đồng Tháp, xe 2019 ABS. Con này sẽ để cho anh em là 34 triệu. Đấy, hãng ABS này này. Còn xe mới thì đây, xe mới thì 43 bao VAT, 43 triệu còn 2 chiếc thôi. Rồi bản G nha anh chị, nãy mình xem phía dưới là bản ớt nha, bản ớt cũng còn xe mới nha anh chị ha. Rồi, rồi tiếp theo là mình tới Su hôm nay cũng, đây, còn Su nữa. Su hôm nay cũng vãn, hôm trước một hàng dài hôm nay cũng vãn. Con đỏ này là biển số, con này có sẵn hồ sơ rồi anh em về đăng ký thôi, giá 27 triệu, đi hơn 20 ngàn. Đó. Con đỏ đây thì nó là biển số 67 của An Giang, nó chạy được 11.000 cây. Chiếc này sẽ để cho anh em một cái giá là 30 đến 30 triệu. Rồi tiếp theo còn màu đen nữa kìa. À đây, màu đen này. Con này là ABS. ABS này là biển số 60. Biển 60, con này là thắng ABS này. 60H5 ABS, con này là 34 triệu đi 14 ngàn. Rồi. Còn con bên này là biển số 60F3, 36 triệu. Cũng là ABS luôn. Đi được khoảng chục ngàn. Đó. Con bên trong này nữa. Con bên trong này độ với đầu đèn. Con này là siêu rẻ luôn này. Con đấy 27 triệu. 27 à? Đúng. Rồi, CBR mẫu cũ. À, đây. Con này biển 68 Kiên Giang, chạy 10 ngàn. Con này sẽ để cho anh em là 36 triệu. 36 triệu. Rồi, tiếp theo. Đây, con rẻ nhất 30 triệu. Con này biển Sài Gòn. Cái phần này nó độ lại đồ nhìn nó không được đẹp với lại cái bánh mâm. Đó. 30 triệu. Còn bên đây biển 60 Đồng Nai, chạy 29.000 cây, 29. Con này sẽ để cho anh em là 34 triệu. 34 triệu. CBR 150 nha em. Bên đây nữa. Bên đây là biển số 68 Kiên Giang, chạy 15.000 cây. Sẽ để cho anh em là 36 triệu. Rồi. Chiếc này. Chiếc này biển số 43 Đà Nẵng, chạy 1.700 cây, 2020. Sẽ để cho anh em là 39 triệu. Rồi, đây nữa. Rồi, tiếp theo. CBR cũng còn khá nhiều này. Biển 60 Đồng Nai, đi hơn 20.000 cây. Con này để cho anh em 34 triệu. 34 triệu. Đó đèn. Rồi, một bán Epson này còn anh? Epson này 37 triệu. À, còn luôn này. Biển xe này mới rồi mấy hôm này. Tất cả những cái xe này là mình đều bao rút hồ sơ cho anh em hết. Xe mới bao VAT, xe cũ thì bao rút hồ sơ. Anh em mua trả góp những cái dòng tầm trung này thì cứ chuẩn bị khoảng cứ 7-8 triệu là mình góp được hết nha. Rồi, video đến đây thì mình xin tạm dừng. Cảm ơn anh em đã xem video rất nhiều. Rồi, okay. Cảm ơn anh. Đấy, và còn rất là nhiều mẫu xe phân khối 150 ở phía trên lầu nữa nha anh chị các bạn. Với lại là phân khối lớn ha, anh em nào có quan tâm dòng xe nào trong clip này không có, mình có thể trực tiếp liên hệ qua số trên màn hình nha. Để được xem xe chi tiết và có thể cọc xe nha anh em. Cửa hàng có ship xe và cho anh em ở xa luôn và nhận cọc tới lương nha anh chị các bạn. Thì em kết thúc video tại đây nha. Và cảm ơn anh chị các bạn mình đã theo dõi hết video và hẹn gặp anh chị các bạn mình ở video tiếp theo.